Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tới cái video clip là đăng ký cái tài khoản Instagram. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang web instagram.com. Đấy, thì ở đây thì chúng ta chưa có tài khoản, chúng ta sẽ đăng nhập. Một là chúng ta đăng nhập bằng tài khoản Facebook, hai là chúng ta sẽ đăng ký tại đây nếu mà chúng ta không có tài khoản Facebook. Thì nó yêu cầu chúng ta một cái email, một cái tên đầy đủ, tên đăng nhập và cái mật khẩu của chúng ta. Ok, thì hãy ra điền được cái Gmail và cái tên đầy đủ của chúng ta. Ví dụ như là hồi nãy chúng ta cũng đã thấy, và cái tên đầy đủ và cái video submit này chúng ta có thể đổi được, chúng ta yên tâm. Ví dụ như hãy để làm cái tên đơn giản đi, một lát hãy sẽ hướng dẫn chúng ta chỉnh sửa lại. Ví dụ như là, và cái ngách này hãy bán cái sản phẩm về sức khỏe, hãy sẽ bán sản phẩm về tập thể hình đi. Ok, bạn có thể là sức khỏe hoặc là bạn có thể là tập thể hình, thì hãy sẽ tập một cái ngách là cũng tập thể hình và cũng rất là nhiều quan tâm. Thì hãy sẽ ghi là workout. Workout là tập thể hình đấy. Daily. Daily. Ok. Và cái này cũng vậy luôn, work how to work out. Work out như bia chẳng hạn. Ok. Và chúng ta sẽ điền mật khẩu ở đây. Ok. Vậy thì chúng ta đã đăng ký thành công. Và bây giờ chúng ta xem nhé. Chúng ta sẽ cần một cái ảnh đại diện. Một cái ảnh đại diện. Thì chúng ta sẽ vào đây nhé. Chúng ta sẽ tải một cái ảnh đại diện. Đây, lên đây tìm một cái hình ảnh workout. Và khuyến cáo là chúng ta sẽ sử dụng một cái hình ảnh 300 x 300. Và tìm một cái ảnh workout, tìm một cái ảnh nào đó nó hot 300 300 và workout. Nhìn nó chuyên nghiệp một chút xíu. Đấy. Và nó có hình dạng là hình tròn cho nên là cái phần quan trọng của chúng ta sẽ là ở giữa nha. Và hãy sẽ lựa chọn. Ok, và bây giờ hãy sẽ chọn cái hình này đi. Ok, chọn cái hình này và hãy view, hãy lưu hình ảnh về. Ok, các bước này là bạn phải làm từng bước nha. Ok, và chúng ta lưu về rồi chúng ta bắt đầu up cái ảnh đó lên, chọn nó để làm hình đại diện cho mình. Ok, đây là bây giờ chúng ta đã xong cái vấn đề là workout này. Tài khoản của bạn để được đề xuất theo dõi. Thì ở đây người ta sẽ đề xuất cho chúng ta các cái một số các cái kênh mà nhiều người, thì chúng ta chỉ cần theo dõi tầm khoảng 10 người, 10 người thôi. Đây là những người nổi tiếng nha. Và những người này có những cái bài post có rất là nhiều người, và lúc này chúng ta dễ dàng chúng ta có được. Thì đầu tiên chúng ta sẽ add được khoảng là 10 người đi. Ok. Xong thì chúng ta sẽ chọn cái ngách của mình, chúng ta sẽ tìm những cái ông mà thể loại giống như chúng ta. Đây là cái bước cực kỳ quan trọng, là những cái bước khởi đầu đầu tiên quan trọng nhất mà chúng ta cần làm và chúng ta phải để ý, chứ không phải là follow bừa bãi nha. Ok, thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào đây, chúng ta gọi chữ workout. Ví dụ như cái tài khoản của Thủy là workout mà, thì workout video này đó, 98.000 lượt theo dõi này. Chúng ta theo dõi nó, trở lại chúng ta tìm workout tiếp, workout program này, 1.400.000 người theo dõi này đúng không ạ? Đó, rồi lại tiếp tục tìm những cái người mà pro workout. Ok, theo dõi tiếp tục workout massage, có người theo dõi. Ok, thì thêm một cái nữa đi. Tip. Ok, thì đây chính là cái bước đầu tiên của chúng ta, đó chính là cái bước mà chúng ta sẽ là cài đặt được cái tài khoản của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới một cái bước tiếp theo nữa, đó chính là chúng ta phải tối ưu hóa cái bio và cái trang đại diện của chúng ta cho nó ok. Và chúng ta sẽ vào clip tiếp theo để chúng ta bắt đầu.